Rồi xin chào tất cả các bạn, tiếp tục mình quay trở lại với công viên tầng và hệ lưu trữ độc lập của gia đình mình. Thì trong video trước mình cũng đã test sơ qua chúng ta vào lúc 10 giờ 15 phút sáng thì công viên tầng của mình với cái hệ lưu trữ và 9 tấm pin thì nó tạo ra được cũng khoảng 3 ký tư điện. Thì lúc đó mới 10 giờ 15 các bạn. 10 giờ 15 mà tạo ra được 3 ký tư điện. Trong khi đó mình có 9 tấm, trong đó là 5 tấm 445W và 4 tấm 450W. Thì vị trí nó là con số chính xác đó là 4025W. Thì để mình nói cho nó dễ thì mình làm tròn con số là 4000W pin nha các bạn. Thì video trước mình đã nói là đã được 3 ký tư vào lúc 10 giờ 15. Thì nếu chúng ta lấy 3 ký tư mà chúng ta chia cho 4 thì nó ra hiệu suất là khoảng 85%. Thì cái tấm pin chúng ta hiệu suất 85% mà trong khi đó mà nắng chưa đủ và cái thời điểm mà chưa hẳn là đã mây nó hoàn toàn là nó trắng luôn. Còn thời điểm này nè, cái thời điểm này là gần 12 giờ nè các bạn. Hôm nay mình quay video 12 giờ là thời điểm mình gọi là nắng đỉnh nhất của trong ngày đó. Thì để xem coi cái hiệu suất mà của cái tấm pin này nó như thế nào. Thì thật ra thì nắng đỉnh thôi, chứ còn ở phía ngoài trời á, phía ngoài trời đó thì cũng chưa có hẳn nắng lắm đâu, cũng khá là nhiều mây đó các bạn. Cái vị trí mình quay này ít mây, chứ còn trên bầu trời hiện giờ là đang có mây và nó đang che tấm pin nè, nắng nó cũng chưa có đậm lắm. Rồi bây giờ mình sẽ quay dần cho chúng ta xem để coi cái hiệu suất của cái tấm pin này như thế nào. 9 tấm nha, trong đó là có 7 tấm là Canadian và 2 tấm Longi hai mặt kính. Rồi bây giờ mình sẽ bấm và đợi cho chúng ta xem nha. Rồi chúng ta nhìn trên màn ảnh các bạn. Thì như mình nói là 4000W pin. Nắng thì lúc có mây lúc không có mây. Trong những video trước mình có nói là tại vì có mây, các bạn nói là không phải là tại mây đâu, tại nó nóng quá đó. Nóng quá nó không có tạo ra đủ cái lượng điện do tấm pin nóng. Thì đó là một phần thôi các bạn. Còn mình đã theo dõi rồi. Có thời điểm là nó vượt quá cái công suất luôn. Ví dụ như là 4000W pin là có thể hơn, nó vượt quá hơn 4000W luôn các bạn. Cái đó là cái thực tế mà mình đã sử dụng. Mặc dù là những cái tấm pin của mình nha các bạn. Những cái tấm pin của mình là mình đặt áp máy, mình đặt áp trên cái máy tôn nè. Mà cũng may mắn cho cái hướng máy của gia đình mình thì nó cũng quay về hướng Tây Nam. Nó cũng không hướng Nam hẳn nhưng mà nó cũng hướng Tây Nam tầm khoảng 7-8 độ gì đó. Thì cái hiệu suất nó mang lại thì gần như là rất là cao. Mới nãy là trước khi mình quay á, là mình coi trên cái ứng dụng là nó lên tới 3.8 luôn. 3.8. 3.8 là sao? Nếu chúng ta lấy 3.8 mà chúng ta chia 4 thì hiệu suất tới 95% luôn các bạn. Nó hiệu suất 95% phải nói là cực tốt luôn rồi. Chúng ta xài tấm pin mà chúng ta thấy cái hiệu suất trên cái thông số nó ghi là tới 450W mà gần được 450W luôn. Thì hiện giờ là như mình nói đó, nắng nó chưa có đậm lắm, nhiều mây nó chưa có đậm lắm. Thì mình sẽ cố gắng mình quay và các bạn nhìn trên màn ảnh nha. Đó, để nó đang tăng dần nè. Đó, 3 ký mấy các bạn, 3 ký 1 nè. Rồi hy vọng lên tới 3 ký 8 cho ta xem nha. Đây nó đang tăng nè, 3 ký 4 nè, 3 ký 45 nè, 3 ký 5 nè. Đấy, 3 ký 55 các bạn, 3 ký 57, 3 ký 59. Đấy, nếu lên tới 3 ký 8 là hiệu suất tới 95% luôn. Đây là 3.6 mấy. Nếu mà 3.7, đây 3.7 đây, là hiệu suất khoảng 92.3. Chúng ta lấy 3.7 chúng ta chia cho 4.000W thôi là 4. Đây, 3.730. 3.740. Đấy, chúng ta có lấy con số này chúng ta chia cho cái số W thực tế thì nó sẽ ra được cái hiệu suất của tấm pin. Và mình nhắc lại nha, không phải là nắng mà nó là đỉnh, không phải là hoàn toàn là không có mây các bạn. Đấy, các bạn thấy không? 3.77. Thì các bạn lấy 3.77 các bạn chia cho 4 đi thì nó sẽ ra là tầm khoảng 94% đó. Thì với 93-94% như thế này thì các bạn thấy quá ổn rồi đúng không? Hiệu suất của tấm pin khi chúng ta lắp áp máy mà tới 93-94 nó có thời điểm lên tới 3.8 luôn. Mà mình theo dõi mới có mấy ngày à, bởi vì mình lắp thêm 2 tấm Longi hàng loại A các bạn. Thì mình theo dõi được mấy ngày thì mình thấy thời điểm này, nhiều nhất là mình đã nhận thấy là trên 3.800W. Thì với cái việc mà hiệu suất cao như thế này, tầm 95%, mình cứ lấy 3.8 đi. 95% cho một cái hệ pin áp máy thì chúng ta đòi hỏi gì nữa, đúng không? Và đâu phải là nắng nó nắng hoàn toàn mà nó không có mây đâu, lúc nào cũng có mây cả. Ít nhiều vẫn có mây che ngang. Cho nên hiệu suất như thế là quá ổn rồi. Thì trong video này mình cũng muốn cho chúng ta xem chỉ như đó thôi.
Rồi mình tiếp tục mình quay nha cho các bạn xem để có thời điểm nào nó lên tới 3,9 kg hoặc là 4 kg hay không. Bây giờ là nắng đỉnh 12 giờ các bạn. 12 giờ là nắng đỉnh, 3,67 kg, 3,7 kg đó. Hy vọng lên tới 3,8 kg luôn cho nó đủ 95% công suất luôn. Rồi 3,72. 3,73 chúng ta thấy không? Đó, với như thế này thì chúng ta dùng chắc chưa là chúng ta dùng máy lạnh thoải mái luôn, ba cái máy lạnh chúng ta chạy thoải mái luôn, chạy đẹp ra luôn mà không tốn một lòng bạc tiền luôn. Mà từ lúc mà mình nâng cấp lên thành 98 đến thì điểm này là mình dùng cái máy lạnh ở phòng khách là mình gần như dùng suốt luôn, cho cả nhà quay quần bên phòng khách rất là mát, mát luôn cả nhà luôn. Mà phòng khách thì mình không có làm cái cửa đi vào, cái đường vào mình không có làm cái cửa đóng lại, cho nên là gần như cái hơi lạnh nó lan tỏa khắp nhà. Và cái vị trí mình đứng là cái gác ở trên phòng khách, bình thường thì cái máy toner nó nóng lắm, nhưng mà khi mà cho cái máy lạnh chạy xuống dưới nó mát thì nó rất là ok luôn các bạn. Thì đây là một số cái chia sẻ của mình. Đây nó giảm xuống này, cái quạt nó quay chậm lại này, là cái nắng nó hạ xuống, cái nắng nó hạ xuống. Đấy. Mặc dù chúng ta nhìn thấy có nắng gì đó nhưng mà cái nắng nó không có thật đủ đâu. Thì trong video này mình đã chứng minh chúng ta không phải là nắng nóng quá là giảm hiệu suất tấm pin đó các bạn. Cái quan trọng nhất là cái hướng cái tấm pin chúng ta đặt như thế nào. Và nếu mái nhà chúng ta mà không có đúng cái hướng ấy, thì nó sẽ giảm hiệu suất rất là nhiều. Còn các bạn làm cái dàn mà để cái khung mà để chúng ta đặt cái hướng pin cho đúng ấy, thì trên máy to chúng ta nó xấu lắm, nó xấu và nó không có bền các bạn. Đưa máy cắt máy hàng đồ lên hàng nó dẫn đến là nó sẽ hư cái máy to chúng ta đó. Rồi mưa gió bão bùng nó sợ nó bay nó tóc, nói chung là tùy theo cái hoàn cảnh và tùy theo cái vị trí nhà của chúng ta mà chúng ta nên làm thế nào đó cho nó hợp lý. Còn mình thì cũng may mắn là cái mái nhà của mình ở hướng tây nam, nó không phải hướng nam hoàn toàn, hướng tây nam thì cũng ổn rồi. Rồi thì trong video này cũng khá là dài, mình chia sẻ chúng ta về vấn đề hiệu suất của những tấm pin thôi, và đối với cái vị trí của mình lắp đặt và đối với những tấm pin của mình thì mình đã nói là hiệu suất nó lên tới 95% luôn các bạn. Rồi khi nào mà nó lên tới hiệu suất cao hơn hoặc là mình xem trên cái ứng dụng thì nó có thời điểm nào nó cao hơn thì mình sẽ chia sẻ chúng ta. Mình sẽ mở cái ứng dụng trên cái điện thoại cho chúng ta xem trực tiếp luôn. Xem trực tiếp trên cái ứng dụng để chúng ta biết được cái thời điểm nào nó lên hơn 3.800W để cho chúng ta biết nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video nha. Và chúng ta thấy những cái vấn đề gì mà chúng ta cần trao đổi, chúng ta cứ liên hệ bình luận ở dưới. Thì tới đây mình cũng sẽ cung cấp trên thị trường cả những cái tấm pin mặt trời luôn các bạn. Mình sẽ cung cấp cái tấm pin hàng loại A Longi 450W á. Cái hàng đó là vừa xài các bạn. Chúng ta thấy là cái giá cả bây giờ nó rất là rẻ so với trước đây. Thì tới đây mình sẽ cung cấp luôn tất cả các loại tấm pin biến tần và những cái dòng ắc quy lưu trữ để chúng ta sử dụng cho hệ lưu trữ độc lập, hoặc là chúng ta cần bán tải gì đó, mình sẽ cung cấp tư vấn một cách nhiệt tình chúng ta. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm dõi video, hẹn gặp lại chúng ta trong video tiếp theo.